Thực phẩm bổ sung vitamin K cho trẻ. Vitamin K đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của cơ thể. Tình trạng thiếu hụt có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như loãng xương, rối loạn đông máu, xuất huyết, vân vân. Do đó, mỗi mẹ nên lưu ý cung cấp cho trẻ những thực phẩm bổ sung vitamin K phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe. Những thực phẩm giàu vitamin K. 1. Cải bó xôi. Cải bó xôi hay còn gọi là rau bina chứa hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng, trong đó có vitamin K, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Để bảo vệ sức khỏe nên tránh những thân cải có dấu hiệu phát triển bất thường, úa màu, vân vân. 2. Cải xoăn. Đây được xem là loại rau có nhiều công dụng hữu ích cho sức khỏe như giảm lượng cholesterol, ngăn ngừa các yếu tố gây ung thư, giàu vitamin K, vitamin A, vân vân cho cơ thể. 3. Bắp cải. Bắp cải là loại thực phẩm bổ sung vitamin K được nhiều người lựa chọn trong các bữa ăn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng lượng vitamin K có trong bắp cải chỉ bằng một nửa so với cải xoăn. Tuy nhiên, sử dụng bắp cải phù hợp vẫn đảm bảo cung cấp lượng vitamin K cho cơ thể mỗi ngày. 4. Mùi tây. Nhiều người sử dụng mùi tây như một loại rau thơm, gia vị hoặc trang trí món ăn. Theo ý kiến của các chuyên gia, 2 muỗng cà phê tinh chất mùi tây có thể cung cấp lượng vitamin K cần thiết cho người trưởng thành một ngày. Để đạt được kết quả tốt nhất, mỗi cá nhân có thể tự chế biến ngò tây thành nhiều món ăn như nước ép, ăn sống, vân vân. Nếu có nhu cầu sử dụng bột ngò tây, khuyến cáo nên mua tại cơ sở uy tín, chất lượng. 5. Bông cải xanh. Đây được xem là loại rau phổ biến, được nhiều người yêu thích với nhiều công dụng nổi bật như hạn chế hình thành tác nhân gây ung thư, làm chậm quá trình lão hóa, đào thải gốc tự do gây hại cho cơ thể, vân vân. Bên cạnh đó, bông cải xanh được xem là loại thực phẩm bổ sung vitamin K với hàm lượng lớn cho cơ thể. 6. Măng tây. Theo nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, sử dụng một vài thân măng tây mỗi ngày giúp cung cấp cho cơ thể một số loại vitamin có lợi, nổi bật là vitamin K. 7. Cần tây. Nếu bạn cần một loại rau có thể sử dụng như một loại rau thơm, gia vị và giàu vitamin K, chất xơ, thì cần tây là một lựa chọn hữu ích. Để tăng tính đa dạng, kích thích ăn ngon, có thể kết hợp ngò tây với nhiều loại thực phẩm tươi sống khác nhau thông qua các món như nấu canh, trộn, xào, vân vân. 8. Quả bơ. Bơ là loại trái cây được nhiều người ưa thích bởi thành phần dinh dưỡng cao. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cứ 100g quả bơ sẽ chứa 21 microgram vitamin K. Đặc biệt, chúng có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể như kẽm, sắt, mangan, vân vân. Trên đây là những thực phẩm bổ sung vitamin K mỗi ngày cho trẻ. Mẹ lưu ý bổ sung cho em bé nhà mình nên hỏi qua ý kiến bác sĩ và dược sĩ chuyên môn trước nhé. Gọi ngay hotline để nhận được tư vấn từ các dược sĩ chuyên môn 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.